là cuộc thi năm nay có số lượng tuyển sinh khá là đông ạ. Bởi vì là đối với mình thì bây giờ thì rất là hồi hộp với cái số lượng tuyển sinh đấy, và mình không biết sẽ phải cạnh tranh như thế nào. Và ngoài ra thì nếu như mà tham dự cuộc thi này thì mình cảm thấy là mình sẽ được học hỏi các bạn hơn rất là nhiều. Qua đó mình cũng biết được nhiều hơn về các cái kỹ năng như là về tiếng Anh hay là về tin học văn phòng. Và cái này sẽ phục vụ cho công việc của mình sau này.